Đúng vậy. À, mình làm bông é nè. 8 tháng 3 mà bông é dặm tứ là bao hết cả xe luôn. Ngon quá mừng. Đây là người tình bán chè. Người tình bán chè. Để mỗi lần mà cô é là cứ sẽ bao nguyên xe. Đúng rồi, é là cặp tứ là bao nguyên xe. Dặm bao nguyên xe 50 ngàn được không? À, được luôn, chị nhỏ. Rồi giờ mới đúng ăn vậy, nguyên xe đây. Rồi, phía dưới ăn cái gì ăn. Vô, lại la. Mười mấy năm rồi lo gì? Cô biết bao nhiêu năm rồi ta? Mười mấy năm ấy. Hồi kia lính cũ đi hết thiệt. Bây giờ còn lính mới không? Lính cũ nó có vợ, có chồng cái nó đi, có vợ, có chồng cái nó đi. Dạ. Nhưng mà cô bán cho con có thấy vui không? Vui chứ sao không vui, gặp tứ là vui rồi. Sao vậy, thấy con sao? Ế, đâu món é mà gặp tứ thào thấy xe là vui chứ sao? Dạ. Đây, một cái bà. Khách hàng. Kêu với bạn nam luôn em.